Chào các bạn. Hôm nay mình lướt Facebook thấy các bạn chia sẻ có một cái nick tên là Nga Trần. Đó, Nga Trần này thực chất là Nga Phụ Lý, coi là một cái gọi kẻ là dân chủ cuội cũng có đình đám một thời ở Việt Nam mình đó. Bây giờ hiện tại đang sống ở Mỹ. Thì cái nick Nga Trần này có chia sẻ một cái status. Mình đọc cho các bạn nghe nha. Mỹ là thiên đường của người này và là địa ngục của người kia. Cuộc sống của một gia đình 4 người, 2 trẻ con, 1 người già được đến Mỹ, đất nước tự do như bao người nói là có phúc, phải biết ơn người này, biết ơn kẻ kia. Kết quả là đến Mỹ 2 năm rồi, cả gia đình già trẻ, lớn bé sống cảnh không giấy tờ, sống chờ đợi trong vô vọng, được quyền sống nhưng không được quyền kiếm sống, không trợ cấp cũng chẳng có quyền gì ngoài quyền hít không khí để tồn tại. Tóm lại là ở bất cứ đâu, ở bất cứ thể chế nào thì muốn có cuộc sống của một con người bình thường thì phải đấu tranh. Đã đấu tranh thì chấp nhận chết đến bị thương. Chuyện bị chửi là ăn cháo đá bát hay vô ơn thì kệ mẹ nó. Chả nhẽ bây giờ ta phải cảm ơn vì được hít không khí để tồn tại chờ chết ư? Không, là con người thì phải đấu tranh để được sống đúng giá trị của một con người bình thường. Đây là cái status của Nga Trần, Nga Phụ Lý nha các bạn. Thì qua cái status này thì các bạn sẽ thấy được cái tâm trạng của Nga Phụ Lý này nó đang rất là thiểu não, rất là nặng nề, đúng không? Rất là gọi là bất an. Bởi vì thật sự mà nói đó là cái nỗi thất vọng ê chề về cái đất nước mà trước khi ở Việt Nam mà được đi, được qua Mỹ thì hình dung nó là một cái thiên đường. Qua đó chỉ có nằm ngửa ăn sẵn thôi, sung sướng. Thì đây không phải là cái người đầu tiên đâu, một cái kẻ dân chủ đầu tiên qua Mỹ mà thất vọng não nề đâu các bạn. Trước đó, cách mấy năm trước thì chúng ta đã thấy cái trường hợp của gọi là con mẹ nấm á, đúng không? Rồi trước nữa đó là thằng Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền đó. Rồi thế hệ trước nữa là có bà gì luật sư Kim Thành, rồi ông Cù Huy Hòa Vũ, con của nhà thơ cách mạng Cù Huy Cận á. Chúng ta thấy tất cả đều vỡ mộng, đều vỡ mộng xứ thiên đường á. Đâu có qua đó, đâu có nằm ngửa ăn sẵn đâu. Chúng ta thấy thằng Lê Văn Sơn chụp cái ảnh đưa lên Facebook, đi rửa thuê một cái đống gọi là cái nồi niêu xong chảo lại, cái là đủ thứ làm hầm xà bằng. Đó, cái công việc của hàng ngày của anh ta, đi rửa chén đũa nồi niêu. Còn Bạch Hồng Quyền thì sao? Đi làm thợ hồ, thợ điện, chưa tới 40 tuổi mà nhìn già lắm. Thì đó, so với ở Việt Nam thì một trời một vực. Rồi bà luật sư Kim Thành đó, luật sư nha các bạn, qua đó thì lụm ve chai đó, qua thấy có clip đó, đi lụm ve chai chống cộng. Rồi có trình độ hơn, đó là ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Các bạn thấy 6 năm trời gia đình ở Việt Nam phải gửi tiền qua cho ổng sinh sống, bởi vì bên đó đâu có ai cho làm gì ăn, chẳng ai trọng dụng đó. Tiến sĩ nếu mà ở Việt Nam thì các bạn thấy nó sẽ như thế nào. Mà bây giờ rất muốn về Việt Nam, nhưng mà thật sự cũng nói với các bạn là những kẻ phản quốc sẽ không có cơ hội quay đầu đâu, không có cơ hội đâu các bạn đó. Thì mình nói sơ qua về cái nhân vật Nga Phụ Lý và một số nhân vật điển hình đó, chống cộng điển hình, các bạn thấy ha. Thì tất nhiên là đa số là hầu hết luôn đó, là thất vọng, chìm trong thất vọng. Qua Mỹ rồi chìm trong thất vọng. Khi mà ở trong nước đó, thì tụi nó chống phá, các bạn thấy chống phá biểu tình rồi kêu gọi rồi đủ thứ trò,
và được tung hô, được cái đám dâm chủ trong nước rồi ngoài nước, đám ba que hải ngoại nó tung hô. Nào là gì các bạn? Rất nhiều mỹ từ, là nhà đấu tranh, dân chủ, nhân quyền. Đó, khi mà vi phạm pháp luật, bị bắt đi cải tạo á, thì trở thành gì? Tù nhân lương tâm. Đó, rất nhiều cái mỹ từ để sao? Để gọi là nhồi nhét, gây cho cái đám chống phá này cái ảo tưởng mình là cái gì đó rất là ghê gớm. Đó, được tung hô lắm. Nhưng mà khi mà qua được một cái vé đi Mỹ rồi, qua bên đó rồi, toại nguyện rồi, thì mới thấy được đó, cái bản chất của những cái kẻ tung hô đó. Khi mà qua đó là không còn giá trị lợi dụng các bạn. Hết giá trị lợi dụng thì giống như chúng ta ăn ăn một trái bắp mà còn cái cùi, chúng ta bỏ vô sọt rác, chứ không ai ăn cái cùi hết. Thì cái đám dâm chủ đấu tranh này nó cũng y như vậy thôi. Đó, nó cũng được quăng vô sọt rác. Nghe các bạn, quăng vô sọt rác. Cho nên là đa số là vỡ mộng, não nề lắm. Tụi nó thì đấu tranh đó, thì lúc nào cũng kêu là gì ta, lý tưởng. Chúng tôi có lý tưởng nè, chúng tôi đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nè, đúng không? Để kiếm cái, nói chung lý tưởng gì các bạn, lý tưởng để kiếm một cái vé đi Mỹ thôi, chủ yếu là kiếm vé đi Mỹ. Các bạn thấy ngày xưa cha ông chúng ta đấu tranh, đúng không? Lên đường sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chúng ta bám trụ ở cái nơi chúng ta sinh ra, cái đất nước của chúng ta. Đó. Chấp nhận hy sinh. Các bạn thấy hơn 1 triệu, 1 triệu 2 liệt sĩ và gần 2 triệu thương binh rồi những người gọi là di chứng chất độc da cam khác. Đó. Họ đấu tranh đâu có vì một cái vé đi Liên Xô hay đi Trung Quốc hoặc đi các cái nước xã hội chủ nghĩa, mà họ đấu tranh để thống nhất đất nước, để giải phóng dân tộc. Đó là một cái lý tưởng vô cùng cao cả. Đó, các bạn thấy được đó. Và hôm nay cái thành quả đạt được đó là chúng ta đã thống nhất đất nước gần 47 năm. Gần 47 năm. Và đất nước chúng ta đang sống đây, đang từng ngày đổi mới, phát triển. Đó là cái thành quả chúng ta đạt được. Cộng sản họ làm được. Đó mới gọi là lý tưởng. Còn lý tưởng của cái đám chống phá này là một cái vé đi Mỹ. Tất cả đều là một cái vé, tìm một cái đường gọi là qua Mỹ để sao? Để được nằm ngửa ăn sẵn. Nhưng mà sự thật nó đâu có như vậy. Mỹ nó đâu có nuôi không ai bao giờ. Các bạn thấy đó. Qua đó làm như trâu như bò, sống không được. Còn ai không có việc làm thì sao các bạn? Homeless đầy đường ấy. Các bạn thấy không? Homeless đầy đường. Đó. Cái đám dân chủ này thì chúng ta thấy ngày xưa mà người cộng sản họ hy sinh, họ đứng lên họ chống lại cái ngoại xâm và cái bè lũ Tây Sai. Khi mà họ bị bắt, các bạn thấy họ bị tra tấn, phải nói là cùng cực, mang rợ đó. Nhưng mà họ không hề kêu ca các bạn. Đó, các bạn thấy ông tình báo ông Nguyễn Văn Thương không, bị cưa chân tới 6 lần các bạn, ai chịu được cái cảnh đó không? Còn cái đám dân chủ này nó vi phạm pháp luật, chúng ta bắt nó vô cải tạo, nó đòi là mùa này nóng lắm, trong trại cải tạo cái phòng nóng lắm. Đó, phải có quạt, phải có máy lạnh cho nó. Đó. Còn không là nó tuyệt thực các bạn. Nó tuyệt thực, mà cái đám dân chủ này nó tuyệt thực thì siêu phàm lắm. Đứa ngắn cũng 2 tháng, đứa dài tuyệt thực tới 3 tháng. Mà nó sống dai như đĩa vậy. Không có đứa nào tuyệt thực mà thấy nó chết, nó mập ra không. Rồi thấy, các bạn thấy cái lý tưởng của cái đám dâm chủ này nó ghê gớm không? Đó. Và cái cuối cùng mình muốn gửi đến tụi nó là cái gì? Tụi bay đang sống, đang may mắn sống trong một cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Họ rất là nhân văn. Nếu như ngày xưa cái tội chống phá nước gọi là tội phản quốc
Thì sao các bạn? Chu di tam tộc nặng hơn là chu di cửu tộc, nghĩa là giết tới 9 đời. Tam tộc là 3 đời mà cửu tộc là 9 đời các bạn. Gọi là không còn cái mầm móng phản loạn luôn. Trong khi các bạn thấy đám chống phá này, chúng ta đối xử với nó như thế nào? Chúng ta vẫn vi phạm pháp luật thì đi tù, mà tù được mấy năm, 5, 7 năm. Khi ra tù thì kiếm vé đi Mỹ. Đó. Cho nên là mình hôm nay mình làm clip này, mình cũng muốn cảnh báo tới những cái kẻ có cái tư tưởng chống phá. Thôi mơ mộng, bớt mơ mộng đi. Ha. Ở cái đất nước này, 90 mấy triệu dân này họ đang sống hạnh phúc. Không ai cần cái thứ gọi là kêu gào dân chủ nhân quyền giả cày. Dân chủ nhân quyền giống ly BCD rất bây giờ hả? Các bạn nhìn đi. Đất nước mình đang phát triển, đang ổn định. Nếu thật sự yêu nước thì chúng ta chung tay xây dựng cái đất nước này ngày càng tươi đẹp, ngày càng phồn vinh. Đó. Chúng ta sẽ sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dạy. Mình xin chia sẻ đôi lời với những cái mà mình đã thấy hôm nay trên Facebook, và đặc biệt là qua cái status của Nga Trần này. Mình kết thúc video đây. Xin chào các bạn.